2. Để nói đầu tiên cho em gửi lời chào tới tất cả các anh chị em anh chị, cũng như là chúc sức khỏe tới tất cả các anh chị ha. Thì nay em tiếp tục quay lên cho mấy anh chị là ba cái đầu máy, hai cái Mitsu, một cái Yamaha, hàng nghĩa địa em anh chị, nghĩa địa Nhật về. Con Yamaha đó em bán cho mấy anh chị giá cực kỳ rẻ luôn ha, cho mấy anh chị về gã thịt lấy đầu món em anh chị. Đó. Rồi, dư được hai cái đầu nén đó mấy anh chị ơi. Rồi thì em quay chi tiết con Yamaha trước các anh chị. Đó thì con này là Yamaha GA 160 ha. Đó, con này thì tình trạng của nó về là em nói mấy anh chị là nó bị xấu nha mấy anh chị ha. Đó, nó xấu, hình thức bên ngoài nó xấu. Lửa cũ em thử rồi em bao ha. Đó, còi mở ra anh chị coi trong. Đó, rất là ken luôn ha mấy anh chị, ốc đá là bảy màu ha. Đơn giản là nó xấu hình thức bên ngoài thôi ha mấy anh chị. Đó, thì con này là em bao mấy anh chị là bao bung tháo ha. Không có chủ bung tháo chân bu ly bu dưa còn này đủ hết trơn nè mấy anh chị. Con này thì bô nó hư rồi, nó xấu quá cái bô. Ở GA 160 ha. Đây, 5 ngựa 8 anh chị ơi. Đây, GA 160 con này về rửa ra cũng ken lắm nha mấy anh chị nhìn nè. Đó, thấy không? Chấn tư ha, dính nhớt không à. Nè, keo zin nó còn luôn nè. À, thì thùng xăng. Thùng xăng ở trong hở thúi nha mấy anh chị ha, nè còn cận trắng lên nè mấy anh chị xúc ra sạch ha. Con này xúc sạch sẽ thoải mái. Đó. Chụp giật chó sắt luôn nha mấy anh chị ha, chụp giật chó sắt luôn nha. Bình xăng con zin nè, đầy đủ theo máy nè. Đó, máy zin. Zin tít ha. Thì con này bán cho mấy anh chị về gã thịt làm đồ món nha mấy anh chị. Đó, con này em bán giá 2 triệu cho mấy anh chị ha, 2 triệu ha mấy anh chị. Đó, nó xấu là chỉ xấu bên ngoài rồi ha. Còn cái này mà anh chị nào mà không có chê bai hình thức quá trời á, không xem trọng hình thức bên ngoài quá trời á, về dọn lại chạy cực kỳ im luôn nha mấy anh chị ha. Về dọn lại, vệ sinh lại, tháo bô ra, gắn ống sạc măng thẳng ra. Đó, rồi đổi nắp gắn nắp e đồ đàng hoàng lại ha. Xài cực kỳ im luôn nha mấy anh chị. Cái dòng Yamaha nó bền cũng bà thầy lắm á. Chị xem. Chụp giật có sắc luôn á. Rồi, cái tiếp ở đây thì em có con Mitsubishi GB 181 nha. GB 181 anh chị, hàng hệ luôn. Dây giật anh chị dòm nè, trắng tư ha. Siêu đẹp luôn. Thùng xăng mắc có xăng zin còn luôn nè. Lược đẹp nè. Đó, thùng sạch sẽ ha. Rồi, cái thứ hai anh chị xem bộ bản ga nè, trắng tư nè. Lóc lát đẹp nè. Đó, anh chị xem. Rất là đẹp nha mấy anh chị, con này gửi ra đẹp lắm nha. Đó, con này nó chỉ dơ là nó dơ cái nó dính nhớt, dính sình thôi. Chứ con này gửi ra là đẹp ken lắm anh chị. Ốc tán phía sau là trắng tư nè mấy anh chị giờ. Tư hả mấy anh chị? Gon zin của nó nè, keo zin của nó nè. Đó, anh chị thấy không? Đó. GB 181. GB 181 thì nó có trái dục nha mấy anh chị ha, nó mạnh hơn con GB 180 ha. Con này cũng xéo tua chậm nha mấy anh chị nè. Chuẩn GB 181 là cái kim xăng nó nằm bên phía tay phải nè ha. Cái con nó nằm trong luôn nè ha mấy anh chị ha. Đó, không có con ngoài nè. Đó, ốc tán thì trắng tư mấy anh chị xem, rất là đẹp nha. Con này còn ken lắm. Đó, con này thì em bán tình trạng bao hơi lửa nha mấy anh chị ha. Bao hơi lửa cho mấy anh chị. Cực kỳ tốt luôn nha mấy anh chị, hơi hám kính ngít ha. Kéo là ốc 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 á. Thấy không? Ốc 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 á. Đó thì em bán bao hơi lửa nha. Đó thì anh chị về tự xử giá 3 triệu 2 nha mấy anh chị ha. Con này gãy phá xăng đây nè. Chứ con cái dòng 1 GB 181 này mà em xử rồi mà dọn con này dọn ra đẹp lắm, dọn ken các kiểu là giá cũng cỡ 4 triệu chứ không rẻ nha mấy anh chị. Mấy dòng này giá cao lắm. Thì em bán cho mấy anh chị tự xử, bán cho giá thợ 3.200.000. Đó, anh chị nào làm thì cứ liên hệ em. Rồi. Kế tiếp ở đây thì em có con Mitsubishi GM 182 nữa, nó cũng nghĩa địa nó về anh chị nhòm nè. Nó dơ rồi nè anh chị thấy không? Dơ giấy coi nè. Hàng nghĩa địa thì nó vậy đó nha mấy anh chị. Đó chứ không phải là hàng dọn vậy chân á. Anh chị nào muốn mua máy dọn rồi máy đẹp á thì phải đợi em lên video sau. Còn máy nào em bán nghĩa địa thì em bán theo nghĩa địa về sau thì em quay vậy nha. Mấy con này lóc trắng, con nó lóc trắng tư luôn. Con này lóc cũng trắng tư luôn nha mấy anh chị. Ốc tán thì anh chị dòm nè. Ốc bô cỡ này là khỏi phải suy nghĩ luôn. Đó. Dây giật của nó thì chụp giật nó bị chào dây nè. Đó anh chị về anh chị vệ sinh thu cái dây thiều lại. Hơi tốt. Đó, hơi tốt cực kỳ luôn ha. Còn ốc tán thì bảy màu hết đó anh chị. Ưng nhất là cái bô nè, bô đen mung nè. Thùng xăng nè, mắc bó xăng zin còn luôn nè.
đó, ốc tán à. Máy thì em không rửa gì trơn nha anh chị, về cứ để nó sình bùng như là em quay video luôn à, tại hàng sau thì quay vậy luôn anh chị ơi, chứ có gì đâu mà phải rửa. Đó, anh chị nào biết xài á thì người ta nhìn vô người ta mới biết đẹp ha. Còn nhiều anh chị vô nhìn hỏi sao dơ quá trời đồ các kiểu thì thôi mấy anh chị đi mua máy mới đi ha mấy anh chị. Đi mua máy Trung Quốc máy mới á, xài cho nó sạch ha. Chứ nghĩa địa về nó dơ vậy đó. Còn mình muốn dọn hay gì đó thì em sẽ lãnh riêng ha. Còn bây giờ em bán á là em vừa bán cho khách mà em cũng vừa bán cho thợ. Đó, anh chị nào muốn dọn ví dụ một con máy gì á. Như con này em giao cho mấy anh chị giá 2.900.000 mấy anh chị. Đó, anh chị nào muốn em ơi dọn cho ngon lành, nổ ngon lành, vệ sinh sạch sẽ thì anh chị cũng phải tiếp em thêm 100-200 ngàn tiền công ha, chứ không lẽ mà đi mua xăng đồ rồi bỏ ra một ngày trời dọn dùm anh chị cũng tội nghiệp bên em. Con này bán ra bán bổng chứng tư anh chị. Cái đặc trưng của mấy con này là anh chị nhìn y hệt bên bển, gãy tay nữa nè đó. Con này thì em bán giá 2.900.000, còn anh chị nào muốn mà dọn sạch sẽ đẹp đẽ tương tắc lại luôn ha, như hàng nghĩa địa như hàng Ken luôn ha, thay phá xăng đàng hoàng lại làm nghiêm chỉnh luôn, 3.200.000 hết anh chị đó, còn lại 2.900.000 cho anh chị nào thích tự dọn ha, tự xử lý ha. Rồi kế tiếp ở đây thì em có một con Mitsu lộn một cái đầu nén Magu Yama MS252, đầu này thì nó 2 ngựa 2 đến 3, nó kéo cái đầu chạy đầu là 2 ngựa 2 đến 3 ngựa 2 nè mấy anh chị ha, là 50kg này ha. Thì cái đầu này nó bị mất cái poly mấy anh chị. Ở đầu này thì em bán là em bao da bao nồng cho mấy anh chị luôn ha, bán bao da bao nồng cho mấy anh chị luôn. Đầu này mini nha mấy anh chị ha, độ chắc độ 18-20 gì thôi, là thằng này da 18-20 gì thôi. Thì em bán em bao từ A tới Z, cái đầu này em bao từ A tới Z cho mấy anh chị luôn, là 1.600.000 các anh chị. Ở 1.600.000 đầu này dùng cho mấy anh chị xịt thuốc mini đồ ha, xịt thuốc vừa vừa phải bãi là chơi quá ok luôn. Tại áp còn đó thì em bao ba da bao nồng đàng hoàng, bao dên cho mấy anh chị hết luôn, là em tính mấy anh chị giá 1.600.000 ha. Còn kế tiếp thì bên đây em cũng có thêm một đầu kiêu rít mấy anh chị, kiêu rít đầu này đầu lớn kiểu dằn luôn nha mấy anh chị ha, nhìn chị nhìn để kế thằng này ra là như em bé ở thằng này thì chị nghe ngọt cực kỳ dữ luôn nha mấy anh chị, cái nóc nha ở tì lớn dữ dằn luôn, cái này chắc 25-28 gì nha mấy anh chị ha. Thì em cũng chưa đo nữa, nhìn thấy lớn quá trời, không biết chắc từ 25 trở lên đó mấy anh chị, cực kỳ lớn luôn, lăn nè anh chị, ọt ha, rất là mạnh luôn. Thì cái đầu này nó mắc cái thông số hết rồi mấy anh chị, mắc thông số hết rồi, không biết nó nhiều ký, cũng không biết nó nhiều lít nữa, thì chỉ biết nó đầu lớn thôi mấy anh chị. Thì tình trạng thì đồng hồ bầu hơi đó đầy đủ, không thiếu bất cứ thứ gì hết, nguyên cái khối động nó trước còn quá đẹp luôn mấy anh chị ha. Đó thì cái đầu này em bán giá 2.3 mấy anh chị, 2.3 là em bao bao ti bao dên cho mấy anh chị luôn ha, bao ti bao dên cho mấy anh chị luôn. Còn phút phiết thì về mấy anh chị nếu mà có xì xưởng mấy anh chị mua thay ha. Cái nóc mà máy này thì ngoài chợ bao la, phút bao la mấy anh chị. Đó, còn chủ yếu là anh chị ti còn quá đẹp luôn nè. Đó, ti còn sáng dờn ha. Đó, thì em bao dên cho mấy anh chị ha, bao dên, bao ti, bao gãy bể. Đầu này ốc tán chị dờn 7 màu luôn, còn rất là đẹp. Sắc. Tem Nhật, tem bọng còn đầy đủ chân nè. Đó, rồi thì nói chung quần được có nhiêu đây thôi hả mấy anh chị. Đó, anh chị nào có ưng muốn nào đó liên hệ em qua Zalo, hoặc số điện thoại em để góc trái màn hình nha mấy anh chị. Em cảm ơn mấy anh chị đã xem hết video ạ. À.